Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, Ơi em. mà em đi ra ngoài picnic này mà con loa này to quá em chở không được, anh có con nào nhỏ gọn phù hợp để em chở xe máy không? À, đi picnic hả? Đúng rồi anh ơi. À, lớp team em đi à? Đúng Bao nhiêu rồi, người? anh lớp anh tầm cỡ 10 người đó anh. À, thế là Đi cũng hát là ở một công cái... viên đó. Ok, anh sẽ cho em một mẫu loa nhá. Chính là cái mẫu loa mà hôm trước anh có chia sẻ với em ấy. Chính là con 12 máy này. Đó, vẫn là em này. Em về em cho bạn em xem thì bạn em có ưng mẫu này không? Quá được anh ơi. Đây, mẫu này ấy thì rất là phù hợp để bọn em đi picnic, tại vì ấy nó chỉ có nặng 16 kg thôi, thấy không, rất là Quá nhẹ được anh ơi. đó. Thì chỉ cần hai bạn sinh viên, hai bạn để hai tay hai bên này nâng là xong. Ngoài ra thì con này ấy, kích thước nó chỉ có 62 cm thì bọn em có thể cho lên xe máy để chở, một bạn chở là ok ha. Đó, chở sau đó đến nơi picnic để đem xuống nơi thì 60 cm, 62 cm phù hợp với, tại sao bây giờ quy định là của các anh gọi là nhà nước là loa không được để quá, tức là đồ đồ vật không được để quá 60 cm, tức là khi mình chở đồ á trên xe máy ấy, thì không được để quá 60 cm. Tuy nhiên thì mình ở đây có chênh một chút, 61 62 cm thì chắc là các anh sẽ chậm trước, không không sao đâu. Cho nên rất phù hợp để bọn em di chuyển, vừa nhẹ nhàng di chuyển mà lại hát picnic ngoài trời rất là phù hợp. Ngoài ra thì em loa này có hai cặp mic UHF đó, rất là xịn nha, có thể chỉnh được độ nhạy. Thì em xem nha, trong cái con loa này ấy, có hai cái nút chỉnh độ nhạy cho loa, cho mic. Giả sử nhá, hát ngoài trời ấy thì thường là cần phải hơi nhiều đúng không? Cho Đúng nên rồi ấy, anh. đối với dòng mic UHF này rất phù hợp cho bọn em karaoke ngoài trời ra ngoài, bởi vì là nó có hai cái nút chỉnh độ nhạy này. Thì bình thường ấy, anh hát trong nhà anh chỉ để 5 hoặc 4. Đúng không? Khi bọn em karaoke ngoài trời thì phải cần hơi nhiều hơn. À, cần nhẹ hơn thì em để lên 6 7 cho anh thì cực phê. Hát karaoke không thành vấn đề luôn. Mà được anh ơi, giao Đấy. liền được không anh? Giao liền, chiều nay em đi bích đích liền. Em ở đâu? Em ở Hồ Chí Minh anh ơi. Ok, anh em mình đồ chứ mình anh ship trong ngày luôn cho em. Quá Ngày được anh mai kịp ơi. luôn. Quá được anh ơi, chốt cho Rồi, em. chốt nhá. Chốt 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 Dạ. chốt. Cần mua loa qua Nam Hoàng.